Thưa quý vị, chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết Trung Thu và đây cũng là lúc thị trường bánh Trung Thu hút hàng hơn bao giờ hết. Thế nhưng ít ai nghĩ rằng trong suốt thời buổi hiện nay, để mua được hộp bánh Trung Thu lại khó khăn đến như vậy. Nhiều người dân ở Hải Phòng đã phải xếp hàng từ 5 giờ sáng để mua hàng tại một số tiệm bánh Trung Thu có tiếng ở phố Cầu Đất, quận Ngô Quyền. Ghi nhận tại các tiệm bánh Thanh Lịch, Kim Thanh, Như Ý, Đông Phương đều tấp nập kẻ mua người bán. Có cơ sở người dân đã phải xếp hàng cả trăm mét, thậm chí có người đứng từ 5 giờ sáng để mua bánh. Sau một thời gian chen chúc chờ đợi, có người ra về vui vẻ, tay xách nách mang, nhưng cũng có những người ngậm ngùi ra về tay không vì hết bánh. Thực tế này khiến dư luận xã hội đã chia thành nhiều luồng quan điểm khác nhau, ủng hộ không ít mà chê cũng không nhiều. Người ủng hộ thì cho rằng chỉ có phố Cầu Đất mới có bánh ngon, đây là những thương hiệu bánh đã có tiếng, ăn ngon, mua để dùng hay làm quà biếu đều có giá trị. Trong khi đó, nhiều người cho rằng việc mua bánh kiểu chen chúc khổ sở trong thời buổi hiện nay là không cần thiết. Ý nghĩa của Tết Trung Thu là dành cho con trẻ, nhưng giờ đã bị biến tướng thành dịp để người lớn biếu xén quà cáp.